Chúng em xin kính chào quý thầy cô giáo trong ban giám khảo, các cô chú của tổ chức Darling Foundation. Và chúng em gồm có em Trần Thị Thành Trang lớp 9A1, bạn Trần Thị Ngọc Trâm lớp 9A1, bạn Trần Thị Hải Hà và bạn Nguyễn Thị Bảo Quy lớp 7A1. Chúng em đến từ đơn vị trường Trung học Cơ sở Đồng Nai, huyện Cát Tiên. Kính thưa ban tổ chức, chúng em rất vui, rất vinh dự được có mặt ở đây để tham gia cuộc thi lập trình quý 3 năm 2021. Chúng em đến đây với sản phẩm mang tên là hệ thống thông minh cảnh báo lũ ống và miền núi, và đây là mô hình sản phẩm của chúng em. Kính thưa ban tổ chức, lý do chọn dự án là lũ ống là thiên tai bất thường và gây hậu quả rất nghiêm trọng ở nước ta. Chỉ trong mùa hè năm 2020, thiên tai lũ lụt và sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương, làm 153 người chết và mất tích, 222 người bị thương, 111,9 nghìn ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi, 45.000 hecta lúa và 22,3 nghìn hecta hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong năm 2020 khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng. Huyện Cát Tiên là một huyện kinh tế mới thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, có phần lớn diện tích thuộc vùng quốc gia Nam Cát Tiên, là nơi có nhiều sông suối ao hồ thiên nhiên chảy qua và đặc biệt là con sông Đồng Nai với lưu lượng nước thấp thường. Theo thống kê, chỉ trong mùa mưa lũ năm 2020 tại địa bàn xã Tiên Hoàng có hơn 140 hecta lúa bị cuốn trôi, 70 ngôi nhà bị ngập, nhiều hộ dân và đặc biệt là các trường học cũng bị ngập sâu. Với những tranh trở về tính nghiêm trọng của lũ ống, nhóm chúng em mong muốn tìm ra giải pháp để cảnh báo nhằm giảm thiểu tình trạng này. Vì vậy, chúng em nảy ra ý tưởng nghiên cứu và tạo ra một hệ thống nhằm cảnh báo lũ ống phù hợp với khu vực miền núi như địa phương chúng em đang sinh sống. Ý tưởng thiết kế. Ý tưởng chính của nhóm chúng em là nghiên cứu và tạo ra một hệ thống thông minh được điều khiển tự động bởi bo mặt vi xử lý Macropix để có thể cảnh báo sầm lũ ống dùng điện năng lượng mặt trời. Và ý tưởng thiết kế chính như sau. Bộ phận điều khiển và xử lý dữ liệu hoàn toàn tự động bằng mặt vi điều khiển Macropix. Bộ phận nhận dữ liệu vào sử dụng cảm biến room F404 để nhận biết dòng nước chảy xiết và cảm biến siêu âm HCSR04 đo chiều cao mực nước dâng lên để kiểm tra và xác định tình huống cần cảnh báo đến những người đang ở nơi sắp xảy ra lũ ống. Bộ phận cảnh báo hiệu quả nhất là tác động đến thị giác và thính giác bằng các dùng ánh sáng có màu nóng, chớp xoay và âm thanh cường độ lớn giúp tác động hiệu quả đến con người. Cung cấp năng lượng. Thiết bị được trang bị hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm và thuận tiện cho việc lắp đặt đúng vị trí khe núi sông suối hoạt động toàn thời gian và thân thiện với môi trường. Các hàng phần cấu tạo của mô hình hệ thống. Tấm pin năng lượng mặt trời. Bộ giá ắc quy. Mặt giảm áp 12V xuống 5V. Bo mặt Microbit. Ắc quy 12V 6Ah. Relay. Tấm hàng mặt PCB đục đối sẵn. Cảm biến HCSR04. Đèn chớp xoay 12V có cùng công suất lớn. Màn hình LCD 20:4 I2C. Lò xo lái van thép. Cảm biến rung lắc SW404. Đầu sắt càng ngớt. Khung sắt làm giá đỡ. Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau. Nếu chiều cao nước dâng nhỏ hơn 10cm, có thể điều chỉnh được thông số này theo thực tế và cảm biến rung lắc không bị tác động từ dòng nước chảy xiết, thì màn hình thông báo an toàn, đồng thời bật đèn đồng hợp. Hệ thống sẽ tắt các thiết bị cảnh báo. Nếu chiều cao nước dâng nhỏ hơn 10cm và cảm biến rung lắc bị tác động của dòng nước chảy xiết, thì màn hình thông báo cảnh báo tình huống bắt đầu xuất hiện hình tượng dòng nước từ khu vực đồi núi đổ về các khe suối hay núi khu vực lắp đặt hệ thống.
Khi đó, hệ thống sẽ nhanh chóng mở đèn thấp xoay mà đỏ để cảnh báo cho những người đang ở trong phạm vi xung quanh nên hành trọng để đề phòng tai nạn lũ ống. Nếu chưa cao nước dâng được hơn 10cm và cảm biến rung lắc bị tác động của dòng nước chảy xiết thì màn hình thông báo như vậy. Tình huống xuất hiện hình tượng dòng nước từ khu vực đồi núi đổ về nam và nhiều xuống các hẻm suối hẻm núi khu vực lắp đặt hệ thống. Khi đó hệ thống sẽ mở đồng hồ cả đèn sốc xoay và còi cú để cảnh báo cho những người đang ở trong phạm vi xung quanh đã xuất hiện lũ ống và nhanh chóng đi đời. Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng. Bước 1. Cố định chắc chắn bốn chân của hệ thống ở vị trí có dòng nước chảy xiết. Ưu tiên nên có nhiều ánh nắng mặt trời để ắc quy được xả đầy đủ. Bước 2. Cắm các cái xấu vào bể ắc quy để hệ thống tự động hoạt động và hoạt động liên tục. Tình mới tính sáng tạo. Hiện nay chưa có hệ thống thông minh cảnh báo tự động nào tương tự trên địa bàn huyện Cát Tiên chúng em. Hệ thống tự động xác định dòng chảy xiết và mực nước dâng cao đột ngột để phát đi cảnh báo sớm và âm thanh ánh sáng. Sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời giúp thiết bị hoạt động 24/24. Hiệu quả, hệ thống có khả năng tự động cảnh báo sớm khi xảy ra lũ ống bất phát đi cảnh báo nếu mực nước dâng cao hơn ngưỡng cho phép. Khả năng áp dụng, hệ thống được thiết kế nhỏ gọn, có tính ứng dụng cao, cách sử dụng đơn giản, rất linh hoạt và phù hợp với nhiều không gian địa điểm khác nhau. Với những tính năng nổi bật này, cho thấy sản phẩm của chúng em có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong thực tế. Kính thưa ban tổ chức, phần trình bày của chúng em đến đây là hết. Chúng em rất mong muốn nhận được góp ý của ban tổ chức để sản phẩm của chúng em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin hết.